trên địa bàn huyện crong bách tỉnh đắk lắc thực tế những giai đoạn trước đây cho thấy các lực lượng công an xã bán chuyên trách bảo vệ dân phố và dân phòng đã có những đóng góp rất quan trọng to lớn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở trong những thành quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng công an huyện crong bách luôn có một phần cống hiến mồ hôi công sức của các lực lượng này trong đó, có nhiều đồng chí công an xã bán chuyên trách đã tích cực, tận tụy, dũng cảm đối mặt với bọn tội phạm nguy hiểm, ngăn chặn cái ác và đã bị thương, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, như liệt sĩ Đàm Văn Dũng, phó công an xã E Phê và liệt sĩ Nguyễn Đình Long, công an viên thôn 6, xã Vụ Bồn. Thực hiện luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, thời gian qua, Công an huyện Crong Bách đã tích cực chuẩn bị các phần việc cho lễ ra mắt và đưa lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đi vào hoạt động từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2024. Theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắc, thì trên địa bàn huyện Rông Bách được thành lập 249 tổ bảo vệ an ninh trật tự tại 249 thôn buôn tổ dân phố với hơn 740 thành viên mỗi tổ dự kiến có khoảng 3 thành viên. Đây là những cánh tay nối dài của lực lượng công an tại cơ sở, hỗ trợ tích cực cho công an các xã, thị trấn, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn huyện Cơ Bách.